Chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Thì hôm nay mình xin chia sẻ về tài liệu để ôn thi Tukuyti Gino 2 ngành nông nghiệp trồng trọt và nông nghiệp chăn nuôi. Thì mọi người, mình để cái link bên dưới, mọi người ấn vào cái link đó rồi sau đó sẽ thấy cái màn hình như thế này. Thì mọi người bắt đầu là kéo xuống ha, kéo xuống đến cái đoạn này là đoạn Nigo rồi Nogyo Gino Sokute Shiken. Thì ở đây á là có tài liệu của Tukuyti Gino 2 ngành nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi. Thì cái mục 1 nhỏ đây là ngành trồng trọt, thì còn cái mục 2 nhỏ ở đây á là ngành nông nghiệp chăn nuôi. Thì ở đây có tài liệu, mọi người click vào mà sau đó mở tài liệu ra và học. Thì cái này chủ yếu là mọi người cố gắng học từ vựng với lại nắm học thuộc cái kiến thức, có nắm bắt được kiến thức là mọi người có thể thi đỗ ha. Và để mà cần hiểu được những cái loại tài liệu ở đây á thì mình thấy là cần có tiếng Nhật tầm khoảng N3 trở lên, mặc dù là người ta không có yêu cầu nhưng mà thì mình xem tài liệu và thấy như vậy. Thì mình click thử vào đây nhé, click thử vào đây đó, thì nó sẽ hiện ra cái màn hình như thế này, mọi người đợi một chút xíu nhé, sẽ hiện ra cái màn hình như thế này. Thì mọi người cứ kéo từ từ xuống, nó có cái từng cái mục hết nhé, đó thì là như vậy. Và mình xin chia sẻ thêm là như thế này, thì điều kiện á để lên Tukuyti Gino 2 đối với ngành nông nghiệp trồng trọt và nông nghiệp chăn nuôi này, ở bên khu cục xuất nhập cảnh người ta yêu cầu á là thứ nhất á là phải đỗ kỳ thi đánh giá Tukuyti Gino 2, và điều kiện thứ hai á là cần phải có kinh nghiệm quản lý trên 2 năm hoặc là kinh nghiệm thực tiễn từ 3 năm trở lên. Hai cái này cái nào cũng được ha, một là kinh nghiệm quản lý trên 2 năm hoặc là thứ hai là kinh nghiệm thực tiễn từ 3 năm trở lên. Thì để mà có được cái xác nhận này á thì mọi người phải cố gắng tích lũy kinh nghiệm làm việc ở cùng một công ty, rồi cố gắng làm cho tốt công việc của mình, thì nhờ công ty xác nhận cho thì người ta cũng sẽ tạo điều kiện để cho mình lên Tukuyti Gino 2 thôi ha. Thì mình chia sẻ như vậy, mong rằng video này sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Nếu mọi người thấy video có ích thì hãy nhấn theo dõi kênh, nhấn thích để ủng hộ video của mình. Mình sẽ để cái link tài liệu ở bên dưới, và mọi người có câu hỏi gì thì hãy để lại comment bên dưới nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.